Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cường giả kia rời đi, nơi đáy thâm uyên, Diệp Huyền lắc đầu, quá đẹp trai, thực bất đắc dĩ, lúc nào cũng được trời cao ưu ái. Nói xong, hắn bước tới một bên, sau đó bắt đầu điên cuồng cười lên, cười đến khi đau gập cả bụng. Đạo tắc, mặc dù hắn không biết lai lịch giới ngục tháp, nhưng hắn vẫn hiểu một chút về tháp này. Trong tháp đã từng có 9 đại đạo tắc, mà một lần nào đó nó bị đánh thương, 9 đại đạo tắc tàn mát ra ngoài. Nói cách khác, 9 đại đạo tắc này vốn là ở trong giới ngục tháp. Nếu như không có giới ngục tháp, hắn có thể cũng sẽ giống như người thần bí kia bị đạo tắc giam cầm. Nhưng có giới ngục tháp, đạo tắc vừa vào thân thể hắn lại tựa như vật quy nguyên chủ. Vấn đề gì chứ? Không có bất cứ vấn đề nào hết đúng không có vấn đề diệp huyền nghĩ tới điều gì đó đột nhiên bừng tỉnh vội tiến vào giới ngục tháp lúc này tầng thứ hai giới ngục tháp bắt đầu rung động đạo tác thứ nhất ở tầng thứ nhất cũng là phong ấn tầng thứ nhất mà đạo tác thứ hai tự nhiên cũng là nói cách khác đạo tác tiến vào tầng thứ hai vậy đại thần trên tầng hai đã có thể đi ra đi ra yết hầu diệp huyền khẽ lăn lăn có chút hoảng. Đại thần trên tầng 2 dù không quá xấu xa nhưng cũng không đáng tin cậy. Nếu như nó đi ra, liền rời đi thì thôi đi, nhưng nếu như sau khi đi ra lại muốn đoạt tháp, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tầng 2 trở nên yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, càng như thế Diệp Huyền lại càng hoảng hốt, mà lúc này hắn cảm ứng không gian đạo tác kia rất nhanh, đã cảm ứng được, sau khi cảm ứng được hắn cũng đồng thời có thể cảm ứng được tồn tại tầng thứ hai có thể tiến vào trong không đúng đây không phải tầng hai sắc mặt diệp huyền khẽ biến lập tức trở nên bối rối đây là tầng thứ ba tầng thứ ba đúng lúc này tầng hai đột nhiên rung động tựa như có địa chấn rõ ràng đại thần tầng hai cũng ý thức được cả tầng hai điên cuồng rung động rõ ràng vị đại thần này phẫn nộ tới cực điểm Diệp Huyền sợ vị đại thần này nghĩ quẩn vội nói: "Đừng, đừng tức giận, chờ ta đi tìm đạo tắc tầng hai, lúc đó lại thả ngươi ra được chứ?" Không chút tác dụng, đại thần tầng hai vẫn tiếp tục làm loạn, rung động càng thêm kịch liệt. Nó làm như vậy, Diệp Huyền liền phải chịu khổ, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng giới ngục tháp vốn tương liên với tinh thần của hắn, đại thần tầng hai làm ầm ĩ như vậy hắn đương nhiên rất rất không dễ chịu cứ như vậy chừng nửa canh giờ đại thần tầng hai mới yên tĩnh trở lại diệp huyền cười khổ kỳ thực hắn cũng hiểu rõ dù sao đã bị nhốt trong tháp này không biết bao nhiêu năm giờ vất vả lắm mới có cơ hội ra ngoài lại phát hiện cầm nhầm chìa khóa không phải là tầng của nó đổi lại là bất cứ ai cũng muốn phát cuồng lên. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là đại thần tầng 2. Nó gắt gao nhìn Diệp Huyền, ánh mắt bất thiện. Diệp Huyền nghiêm mặt, kỳ thực, chúng ta nên chung sống, hòa bình, ngươi thấy sao? Đại thần tầng 2 không nói, Diệp Huyền nghĩ một chút lại nói, thế này đi, trong một năm, trong một năm ta sẽ tìm tới đạo tắc tầng thứ hai, đến lúc đó sẽ thả ngươi đi. Nhưng hiện tại, nếu như ta gặp khó khăn mà ngươi có thể đủ khả năng, vậy thì giúp ta một chút, thế nào? Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyền hồi lâu, cuối cùng, nó đột nhiên mở miệng. Ngươi, da dày, thích lửa gạt. Diệp Huyền... Đại thần tầng 2 đã ở trong tháp lâu như vậy, sớm đã hiểu rõ tính cách Diệp Huyền. Tên này mà không biết xấu hổ một cái, sợ là giới ngục tháp cũng không có oanh phá được. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng Người có từng thấy ta lừa dối nhà ngươi chưa? Diệp Huyền ta hứa hẹn sẽ nhanh chóng tìm đạo tắc tầng 2. Đến lúc đó ta sẽ thả ngươi. Có điều... Trong lúc này, hy vọng ngươi có thể giúp ta lúc mấu chốt. Thế nào? Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyền hồi lâu. Cuối cùng thì quay người biến mất. Rõ ràng là đồng ý. Diệp Huyền thầm thở nhẹ. Hắn đương nhiên không muốn để như có chuyện không vui gì ở đây. Tốt nhất vẫn là cùng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Tầng thứ ba, Diệp Huyền thuyết phục đại thần tầng 2 xong, lập tức tập trung tới đạo tắc, mà giờ khắc này, hắn có thể thông qua không gian đạo tắc tiến vào tầng thứ ba. mà tới bây giờ, tầng thứ ba còn chưa có nửa điểm động tĩnh. Có vào hay không đây? Diệp Huyền có chút trần trừ, khả năng một phần vạn sẽ bị xử lý, như vậy thì chết quá oan uổng. Nhưng nếu như không vào, hắn lại có chút không cam tâm, lưỡng lự một hồi cuối cùng diệp huyền vẫn chọn đi vào nếu như không vào sẽ luôn như có thứ gì đang cào ngũ tạng hắn lòng ngứa ngáy không tả nổi rất nhanh diệp huyền thông qua không gian đạo tắc tiến vào tầng thứ ba tầng thứ ba trống rỗng không có bất cứ vật gì mà trước mặt diệp huyền không ra chỉ có một sợi khí thể lơ lửng khí thể màu trắng dài chừng hai ngón tay lẳng lặng giữa không trung ngoại trừ sợi khí này ra không còn bất cứ thứ gì khác Khí sao? Diệp Huyền nhíu mày, thứ này là gì đây? Hắn tới trước sợi khí, sợi bạch khí bình tĩnh vô cùng, không có bất cứ phản ứng. Đúng lúc này, bạch khí đột nhiên rung lên, thế nhưng sau một khắc, không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện, nháy mắt, bạch khí lại bình tĩnh lại. Rõ ràng là bị không gian đạo tắc chấn áp, Diệp Huyền nghĩ một chút sau đó nói, ta thả ngươi ra, nhưng ngươi phải nghe lời, được chứ? Bạch khí không phản ứng, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị quay người rời đi. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện chọc sợi bạch khí này, bởi có thể bị giam ở đây, khẳng định không phải là thứ đơn giản. Hơn nữa, sợi bạch khí này còn bị nhốt ở tầng 3, còn cao hơn đại thần tầng 2 một cấp. Đúng lúc này, bạch khí đột nhiên chấn động. Diệp Huyền dừng bước, dưới sự khống chế của hắn, đạo tác kia đột nhiên rời đi, mà lúc này, bạch khí cũng trực tiếp trôi dạt tới trước mặt hắn, như đang quan sát, một hồi sau, nó hóa thành một tia bạch quang, chui thẳng vào mi tâm Diệp Huyền, nháy mắt, đại não Diệp Huyền trống rỗng, rất nhanh, từ sâu trong đại não xuất hiện một hình ảnh trong hỗn độn đen kịt, không có bất cứ thứ gì, đột nhiên mảnh hỗn độn nổ tung, xung quanh sinh chất biến. Cứ vậy, không biết qua bao lâu, xung quanh biến thành một mảng tinh không. Mà trong tinh không này có lơ lửng một sợi khí, một sợi bạch khí. Nhưng đúng lúc này, một tòa tháp hắc vạn trượng đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, bạch khí trực tiếp bị thu vào trong tháp. Mà tòa tháp này lại hóa thành một đạo hắc quang biến mất trong tinh không mờ mịt. Hình ảnh ngừng lại. Trong tháp, Diệp Huyền lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, nội tâm của hắn như có sóng chiều cuồn cuộn. Giới ngục tháp. Tòa tháp vừa rồi chính là giới ngục tháp. Mà sợi bạch khí này chính là hỗn độn chi khí sinh ra trong hỗn độn là bạn sinh của một vũ trụ. Mà nó lại thực khổ. Vừa sinh ra, đã bị giới ngục tháp mang đi. Vừa tới giới ngục tháp không lâu, giới ngục tháp lại đột nhiên bị thương nặng sau đó cưỡng chế phong ấn. Thế là nó căn bản còn không trưởng thành, hiện tại chỉ tương đương với đứa nhỏ 3 tuổi. Còn tác dụng, Diệp Huyền cũng không biết nó có tác dụng gì. Có điều, hỗn độn khí vừa nhập thể, Diệp Huyền liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, hỗn độn khí không ngừng di chuyển khắp toàn thân. Những nơi nó đi qua, hắn đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, tựa như tạp chất trong cơ thể bị bài trừ, vô cùng sảng khoái, tẩy tủy diệp huyền biết thân thể con người có rất nhiều chất bẩn dù sao người ăn ngũ cốc hoa màu mà trong thế gian có một số thiên tài địa bảo có thể tẩy tủy cũng chính là bài trừ tạp chất trong cơ thể khiến thể chất của một người được thuế biến thế nhưng loại thiên tài địa bảo như vậy lại rất khó kiếm được cũng chỉ có một vài đỉnh cấp thế lực mới có thể có, mà hiện tại, hỗn độn chi khí của hắn lại có công hiệu này. Mặc dù không thể trực tiếp khiến hắn tăng chiến lực, thế nhưng tác dụng của nó còn lớn hơn cả tăng chiến lực. Đổ tốt, Diệp Huyền nhách miệng cười một tiếng, như nghĩ tới điều gì, cảm ứng hỗn độn chi khí lập tức lại ngần người. Bởi hiện tại, hắn lại không cảm giác được tồn tại của bản thân hắn hiện không chỉ là hoàn toàn không có khí tức thậm chí còn không cảm giác được bản thân tựa như bản thân vốn không tồn tại nhưng vấn đề là hắn rõ ràng vẫn ở đây nhảy ra khỏi không gian không ở trong ngũ hành tình huống này hắn mới chỉ cảm ứng được trên người nữ tử thần bí diệp huyền triệt đề ngần người che giấu khí tức sau thoát khỏi không gian sau như vậy thì có tác dụng gì đây hắn hơi ngẩn ra một chút lập tức vỗ đùi cái đét má nó có tác dụng lớn rồi, che xấu khí tức, cái này khác với đột pháp, hoặc phải nói là hoàn toàn không cùng cấp bậc. Hắn hiện lợi dụng hỗn độn chi khí có thể ẩn nấp một cách hoàn mỹ, dù có một vị chân ngự pháp cảnh đứng trước mặt, đối phương cũng không thể cảm ứng được hắn. Tựa như nữ tử thần bí, trừ đó ra còn một tác dụng khác chính là để đảo mệnh có hỗn độn chi khí chỉ cần hắn ẩn khí tức ai có thể tìm được hắn chứ hơn nữa hỗn độn chi khí nhất định còn có tác dụng khác chỉ có điều hắn tạm thời chưa phát hiện ra có điều hắn cũng không vội dù sao hỗn độn chi khí cũng không chạy diệp huyền rời giới ngục tháp mà lúc này giữa mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một chữ không nhỏ không gian đạo tắc đạo tắc vừa hiện diệp huyền kinh hãi phát hiện không gian vốn hư vô mờ mịt bỗng nhiên như thực chất hóa giờ phút này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hết thảy không gian không gian tạo thành như thế nào là từ vật chất mà thành vật chất chia nhiều loại có điều những cái này quá phức tạp hắn còn chưa thể hiểu rõ thế nhưng hắn phát hiện thông qua không gian đạo tắc trình độ hiểu biết về không gian của hắn nháy mắt tăng tới mức độ mà một ngự pháp cảnh thực sự mới có thể có sở dĩ chân ngự pháp cảnh mạnh như thế chính bởi bọn hắn có thể khống chế không gian có thể phân giải năng lượng trong không gian bất kể là kiếm kỹ hay thần thông đều do năng lượng tạo thành mà điểm khủng bố của chân ngự pháp cảnh chính là có thể trực tiếp phân giải những năng lượng này. Đây chính là nguyên nhân vì sao giữa ngự pháp cảnh và chân ngự pháp cảnh lại có tranh lệch lớn như vậy. Đơn giản để mà nói, chân ngự pháp cảnh không chỉ có thể vận dụng không gian mà còn có thể lợi dụng không gian phân giải. Mà hiện tại, hắn có đạo tắc cũng có thể tùy thời làm được việc này. Đạo tắc, giờ khắc này, Diệp Huyền mới phát hiện đạo tắc khủng bố tới mức nào, trực giác nói cho hắn biết năng lực của không gian đạo tắc xa xa không chỉ có vậy, cần hắn từ từ nghiên cứu. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, tay phải vung nhẹ, không gian từ trước mắt lập tức nhộn nhạo như mặt nước. Tiếp đó tay hắn xoay nhẹ, chốc lát không gian trước mắt liền hóa thành một vòng xoáy quỷ dị. Như nghĩ tới điều gì, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay xa, sau đó đâm thẳng tới hắn ngay khi kiếm chỉ còn cách mi tâm nửa tấc không gian đạo tắc giữa mi tâm hắn đột nhiên rung lên sau một khắc kiếm như bị một bình chướng vô hình nào đó chặn lại không thể tiến thêm nổi nửa tấc cùng lúc đó kiếm cũng rung động kịch liệt kiếm mang từng chút biến mất phân giải chỉ một chốc kiếm mang quanh thân kiếm hoàn toàn biến mất mà kiếm thì bắt đầu run lẩy bẩy tựa như cũng bị phân giải diệp huyền ngừng lại duỗi tay nắm kiếm nói khẽ ngự pháp cảnh chân chính cũng không thể phân giải được thiên giai bảo vật. Thế nhưng không gian đạo tắc thì lại có thể làm được. Nếu hắn tiếp tục, thiên kiếm tuyệt đối sẽ bị hắn phân giải. Đương nhiên, phải tốn rất nhiều thời gian mà trong lúc đối địch, người khác căn bản sẽ không cho hắn cơ hội phân giản. Trừ phi hắn có thể đạt tới mức nháy mắt phân giản thiên giai bảo vật, nếu không cũng không quá thực dụng có điều mặc dù không thể nháy mắt phân giải thiên gia bảo vật nhưng dưới thiên giai hắn lại có thể tùy ý làm được mà hiện tại hắn chỉ có cảnh giới vạn pháp cảnh nhưng có thể lợi dụng không gian đạo tắc sử dụng năng lực của ngữ pháp cảnh chân chính đương nhiên cũng không phải thực sự là ngữ pháp cảnh chân chính mặc dù hắn có thể phân giải nhưng ngữ pháp cảnh thực sự cũng không chỉ đơn thuần phân giải bất kể là ý thức chiến đấu kinh nghiệm thần thông vận dụng huyền kỹ các thứ đều vô cùng dày dặn cho nên hắn hiểu rõ hắn không phải là ngữ pháp cảnh hơn nữa hắn muốn dùng phân giải phải dùng tới đạo tắc mà đạo tắc này không phải do tự hắn ngưng tụ nghiêm trình để mà nói nó là ngoại vật không phải năng lực của bản thân hắn tuy có trí bảo nhưng lại không thể quá mức ỷ lại hoặc cũng không thể xem như vốn liếng của bản thân hắn cũng không tiếp tục nghiên cứu trước rời khỏi thâm uyên tới một khu rừng sâu trong Nam Liên Sơn Mạch bởi hắn sợ người kia trở lại, mặc dù hắn có không gian đạo tắc. Nhưng khẳng định vẫn còn tranh lệch rất lớn. Trong rừng rậm, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Hắn cần hiểu hơn về không gian đạo tắc này. Tốt nhất là lợi dụng nó để tạo ra chiêu thức cho riêng bản thân. Bởi hắn có một vài ý tưởng. Hiện tại muốn thử xem có được hay không. Ngay khi Diệp Huyền nghiên cứu không gian đạo tắc, một nam tử trung niên đã tới hộ giới sơn của Trung Thổ Thần Châu. Nam tử trung niên vừa bước vào hộ giới sơn, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đã lao ra khóa chặt. Nam tử trung niên không chút biểu tình, nhấc tay vung lên, mấy đạo khí tức kia lập tức biến mất. Lớn mật! Một thanh âm phẫn nộ từ trong hộ giới sơn vang lên. Ngay sau đó một lão giả xuất hiện. Cường giả ngự pháp cảnh thực sự. Lão giả lạnh lùng nhìn nam tử trung niên, các hạ là ai lại dám xông vào hộ giới sơn không sợ chu diệt cửu tộc sao là ai nam tử ngây người thời gian dần qua hai mắt hắn có chút mê màng qua hồi lâu ánh mắt mới dần dần trong suốt trở lại liên uyên ta là liên uyên liên uyên đại đế liên uyên đại đế sao lão già nhíu mày là cái thứ gì lão phu chưa từng nghe qua nam tử tên Liên Uyên đột nhiên vung tay phải. Không chút dấu hiệu, lão giả lập tức bị đánh bay mấy trăm trượng. Ngoài mấy trăm trượng, lão giả kinh hãi nhìn Liên Uyên. Người... Liên Uyên không chút biểu tình. Lục tôn chủ hộ giới minh các người có ở đây không? Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Liên Uyên. Người này chính là lục tôn chủ. Lục tôn chủ nhìn Liên Uyên. Các hạ là... Liên Uyên lắc đầu... Ta là ai? Ta cũng không muốn nói nhiều. Tới đây, chỉ để truyền lời giúp người khác. Người nào? Lục Tôn Chủ nói. Liên Uyên nói. Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ híp hai mắt, trong mắt lấp lánh hàn quang. Lời gì? Liên Uyên nói. Hắn nói hắn là cha ngươi. To gan. Lục Tôn Chủ đột nhiên phẫn nộ, một cỗ uy áp thao thiên áp thẳng Liên Uyên, nháy mắt không gian cũng vì nó mà rung lên kịch liệt. Đối mặt uy áp khủng bố, liên uyên không chút gợn sóng, tay phải vung nhẹ, một mảnh ngân mang chớp động, nháy mắt, uy áp kia biến mất vô tung. Lục tôn chủ trở nên ngưng trọng, người trước mắt này không tầm thường. Lục tôn chủ gắt gao nhìn Liên Uyên, đến cùng thì các hạ là ai? Liên Uyên lắc đầu, lời đã chuyển, chuyện đã xong, cáo từ. Nói xong hắn muốn đi, thế nhưng lục tôn chủ đột nhiên lóe lên, đã cản trước người. Liên Uyên lãnh đạm nói, thực lực ngươi không tệ nhưng muốn ép ta ở lại không có khả năng. Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, các hạ cùng Diệp Huyền kia... Liên Uyên lắc đầu, không có bất cứ quan hệ gì, chỉ chuyện một câu, hắn nói hắn là cha ngươi, chỉ thế thôi. Nói xong, không đợi cho Lục Tôn Chủ trả lời, đã trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất. Ở lại, Lục Tôn Chủ giận tới tái xanh, hắn chưa từng bị người ta vũ nhục như thế thời gian dần trôi qua lục tôn chủ dần dần bình tĩnh lại quay đầu nhìn nơi xa có nắm được tung tích của diệp huyền kia không một hắc y nhân xuất hiện hơi thì lễ sau khi người này rời khương quốc hiện không biết đi đâu lục tôn chủ bình tĩnh nói truy tìm tung tích người này có điều không được hành động thiếu suy nghĩ còn nữa không phải người này có một muội muội sao Hắc Y Nhân gật đầu, tên là Diệp Linh, người này hiện là thánh nữ Bắc Hàn Tông, cực kỳ yêu nghiệt, tuổi nhỏ đã đạt tới vạn pháp cảnh chân chính, nếu để tiếp tục trưởng thành, sợ là còn yêu nghiệt hơn cả Diệp Huyền kia. Lục Tôn Trù trầm mặc một chút hỏi, tình cảm hai huynh muội bọn hắn thế nào? Vô cùng tốt, Hắc Y Nhân nói, hai huynh muội từ nhỏ nương tựa nhau, tình cảm vô cùng tốt, Diệp Linh này chính là nghịch lân của Diệp Huyền, vì Diệp Linh, Diệp Huyền không tiếc liều mạng với thương mộc học viện. Lục tôn chủ nói khẽ, nếu khống chế Diệp Linh này, chẳng khác nào biến tướng khống chế Diệp Huyền. Hắc y nhân trầm giọng tôn chủ, Diệp Linh là thánh nữ Bắc Hàn Tông. Bắc Hàn Tông tuyệt đối sẽ không giao nàng cho hộ giới minh chúng ta. Mặc dù Bắc Hàn Tông không bằng hộ giới minh, nhưng hiện tại chúng ta thực sự không nên gây thù với Bắc Hàn Tông. Ít nhất, trước khi chủ thượng hoàn thành việc lớn, vẫn nên ít gây thù hẳn mới thỏa. Lục tôn chủ lãnh đạm nói, vì sao phải gây thù với Bắc Hàn Tông? ý của tôn chủ là hắc y nhân hỏi lục tôn chủ khẽ cười ta có một cháu trai mặc dù hơi chút phong lưu nhưng cũng tuấn tú lịch sự xứng với thánh nữ bắc hàn tông cũng không tính là bạc đãi bọn hắn hắc y nhân hơi chút do dự nếu bắc hàn tông không đồng ý thì sao lục tôn chủ lãnh đạm nói chúng ta cũng không muốn lấy mệnh diệp linh kia nếu bắc hàn tông vẫn không đồng ý vậy chính là do bọn hắn không thức thời đến lúc đó phái người chèn ép một phen bọn hắn sẽ tự phải thức thời ta không tin bắc hàn tông còn dám vạch mặt với hộ giới minh ta ngày mai người mang theo lễ vật tới bắc hàn tông cầu hôn xem thái độ bắc hàn tông thế nào nói xong hắn quay người rời đi mà hắc y nhân cũng lặng yên biến mất Nam Liên sơn mạch Diệp Huyền vẫn đang nghiên cứu không gian đạo tắc mới lấy được vận dụng không gian trong rừng Diệp Huyền đứng trước một cây đại thụ phía sau hắn cõng một kiếm hạp đột nhiên một thanh kiếm từ trong kiếm hạp bắn ra kiếm vừa bắn ra liền chém thẳng tới một cây cổ thụ ngoài mười trượng khi kiếm chỉ cách cổ thụ chừng nửa trượng Diệp Huyền đột nhiên vung tay phải tóm lấy giữa bi tâm hắn không gian đạo tắc khẽ rung lên sau một khắc phi kiếm trực tiếp đứng trên không trung vô luận hắn thôi động thế nào, kiếm cũng không thể động được. Không gian tù lung. Cái gì là không gian tù lung? Đương nhiên là lợi dụng không gian hình thành một lồng giam đơn độc với đối thủ. Sợ dĩ hắn có suy nghĩ này chính bởi người thần bí lúc trước. Người thần bí kia mạnh như vậy nhưng vẫn bị không gian đạo tắc giam cầm hơn một ngàn năm. Rõ ràng không gian chi lực của không gian đạo tắc vô cùng kinh khủng mà hắn dù không thể phát huy toàn bộ uy lực của không gian đạo tắc nhưng cũng có thể lợi dụng đặc thù của không gian đạo tắc một chút không gian tủ lung dùng không gian đạo tắc làm môi giới hình thành một môn võ kỹ không đúng nên nói là thần thông mà chỗ cường đại của môn thần thông thuật này chính là lợi dụng năng lực phân giải của không gian nếu như lúc thi triển kiếm kỹ lại thêm không gian tù lung này để bảo vệ kiếm khí của bản thân thì sao cứ như vậy tương đương với hắn lần nữa rút nhỏ khoảng cách tranh lệch giữa hắn và cường giả ngự pháp cảnh thực sự. Thu lại suy nghĩ Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Điều hắn hiện muốn làm chính là luyện môn thần thông này tới cực hạn. Trừ đó ra hắn còn muốn lợi dụng đạo tắc, ngưng đạo tắc thành kiếm. Chuyện này hắn chưa từng quên. Nếu nữ tử thần bí đã yêu cầu hắn làm như vậy, khẳng định là có lý của nàng. Có điều hiện hắn phải làm lần lượt từng cái một. Hiện hắn đã không còn làm viện trường Thương Lan học viện nữa. Không có quá nhiều việc cần hoàn thành, không có áp lực, vừa hay có thể chuyên tâm tu luyện. Tạm thời giải tán Thương Lan học viện đối với bản thân hắn mà nói lại là một chuyện tốt. Cả Thanh Châu đã luân hãm chừng tám phần, đặc biệt là Ma Tông cùng Quỷ Tông. Hai Tông này làm chủ Thanh Châu chiếm cứ một mảng trời lớn, mà tu sĩ Hai Tông lại không chút kiêng nề gì cả ngoại trừ ma tông cùng quỷ tông, tu sĩ bản thổ Thanh Châu cũng loạn, một số trong đó tuy không dám khiêu khích tu sĩ tới từ trung thổ Thần Châu, nhưng lại dám khi dễ tu sĩ bản thổ Thanh Châu, bởi những người kia yếu hơn bọn hắn, toàn bộ Thanh Châu loạn không thể tả, chỉ so Ninh Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc đã là hơn một chút, bởi vì là ma tông hay quỷ tông đều cấm chỉ đệ tử tông môn tới xâm phạm hai nước này, nguyên nhân tự nhiên là bởi Diệp Huyền người này hiện đang mai danh ẩn tích mặc dù diệp huyền không xuất hiện nhưng thanh châu còn lưu truyền truyền thuyết của hắn đặc biệt là đám tu sĩ trung thổ thần châu bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ hoặc phải nói là e ngại diệp huyền phải biết lúc trước diệp huyền đã có thể đồ sát vô số tu sĩ trung thổ thần châu nơi có diệp huyền tuyệt đối là cấm kỵ chi địa Mặc dù hiện Diệp Huyền không ở đây, nhưng đám tu sĩ Trung thổ thần châu vẫn không dám xâm phạm thế lực có liên quan tới Diệp Huyền. Đừng nói là Ninh Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc, dù là Khương Quốc thanh thành đều không có bất cứ tu sĩ Trung thổ thần châu nào dám tiến vào. Ít nhất, trước khi Diệp Huyền chết, đám tu sĩ Trung thổ thần châu tuyệt sẽ không động tới người có liên quan tới Diệp Huyền. Đáng tiếc Hiểu thì đã muộn, không có Diệp Huyền, Thanh Châu càng loạn hơn. Thế là đám người bắt đầu tìm kiếm Diệp Huyền, hy vọng Diệp Huyền gánh thay bọn hắn. Mà sau khi Thương Lan học viện giải tán, cũng triệt để mai danh ẩn tích, chia thành các tốp nhỏ, tự do phát triển. Những người này ẩn trong dân chúng, bọn hắn yên lặng tu luyện, yên lặng chờ đợi, chờ ngày Diệp Huyền triệu hoán. Đại phần đế quốc, tường thành đế đô, liên vạn lý lặng lặng đứng trên đài cao, mắt nhìn phía trước, tay chắp sau lưng không biết đang nghĩ gì rõ ràng cánh tay nàng đã khôi phục không biết qua bao lâu liên vạn lý nói khẽ thanh châu hiện tại đã triệt đề luân hãm a tà khẽ gật xem như vậy hắn đâu liên vạn lý đột nhiên hỏi a tà biết rõ liên vạn lý nói tới ai lập tức nói sau khi rời hương quốc đã triệt để mai danh ẩn tích không có bất luận tin tức liên vạn lý khẽ gật đầu tiếp tục chú ý nếu có tin tức của hắn trực tiếp báo cho ta a tà do dự một chút sau đó nói ngô vương người này dù có thực lực mạnh mẽ nhưng tính tình thực không phóng khoáng hắn ẩn đi giờ thanh châu hắn không đi lại có thể thế nào liên vạn lý đột nhiên hỏi lại hắn không đi khi đó thứ hắn sẽ phải đối mặt không chỉ là tu sĩ trung thổ thần châu mà còn là có tu sĩ bản thổ thanh châu những gì hắn làm vì mảnh đất này đã đủ nhiều rồi thủ hộ thanh châu là trách nhiệm của tất cả mọi người mà không phải là trách nhiệm của một người a tà khẽ gật đầu thuộc hạ hiểu có điều thuộc hạ mạo muội hỏi một câu ngài tìm hắn làm gì liên vạn lý nhìn qua cánh tay khóe miệng hơi nhếch lên để hắn xem cánh tay mới mọc của bổn vương a tà trung thổ thần châu bắc hàn tông một ngày này một lão già tới bắc hàn tông lão già cũng không có tới tay không mà làm mang theo rất nhiều lễ vật cầu hôn, trong Bắc Hàn Điện, lão già ngồi yên lặng cách hắn không xa, một mỹ phụ váy trắng lặng yên ngồi đó, mỹ phụ này chính là tông chủ Bắc Hàn Tông Thẩm Vị Ương. Lão già đứng dậy ôm quyền, "Thẩm tông chủ, lần này lão phu tới đây là thay mặt hộ giới Minh tới, thực không dám giấu, hộ giới Minh ta muốn kết thông gia với Bắc Hàn Tông." "Thông gia?" Thẩm Vị Ương nhíu mày, "Thông gia sao?" Lão già cười nói, "Đúng vậy, Nghe nói thánh nữ quý tông, tài hoa ngút trời, tuổi nhỏ đã đạt tới vạn pháp cảnh thực sự. Kỳ tài như thế đương nhiên phải gà tới chỗ tốt. Thực không dám giấu, lục tôn chủ của hộ giới minh ta có một cháu trai tên là lục hiên minh. Hiên minh hâm mộ thánh nữ quý tông đã lâu, mong thầm tông chủ thành toàn. Lục hiên minh, sắc mặt thẩm vị ương lập tức có chút khó coi. Ai không biết lục hiên minh này là kẻ lăng nhăng, Thẩm vị ương cũng không phẫn nộ, nâng chén nhấp nhẹ một hơi, sau đó cười nói. Đa tạ lục công tử để mắt, có điều tiểu linh nhi còn chưa tới 15 tuổi. Tuổi còn nhỏ, thực sự không nên hôn phối, mong quý minh thông cảm. Nghe vậy, nụ cười trên mặt lão già lập tức biến mất. Thẩm vị ương cũng không có nói thêm, Diệp Linh là hy vọng của Bắc Hàn Tông, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng giao ra như vậy. Coi như nàng đáp ứng, đám trường lão trong Tông cũng tuyệt đối không chịu, bởi Diệp Linh chính là Tông chủ đời tiếp theo đã được quyết định. Lão già nhìn qua thẩm vị ương, lãnh đạm nói, thế nào, Bắc Hàn Tông xem thường hộ giới minh ta sao? Rõ ràng muốn lấy thế đè người. Thẩm vị ương mỉm cười, các hạ nói vậy, ở thanh thương giới này lại có ai dám xem thường hộ giới minh đâu? Như ta đã nói, Tiểu Linh Nhi mới có 14, chừng ấy tuổi thực sự không nên nói tới chuyện hôn phối. Chờ nàng tới 18 tuổi, lúc đó nói lại cũng không muộn. Người thấy thế nào? Kéo sao? Lão già nào không biết? Thẩm Vị Ương muốn kéo dài thời gian, lập tức cười lạnh. 14 tuổi đã không tính là nhỏ rồi, Thẩm tông chủ kết thông gia với hộ giới Minh ta, với Bắc Hàn tông các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu, đặc biệt là hoàn cảnh linh khí mỏng manh hiện tại, linh khí các nơi đều đang từ từ biến mất, nói tới đây, lão mỉm cười, theo lão phu biết, linh khí ở Bắc Hàn tông cũng đang từ từ biến mất, hơn nữa nhiều nơi đã có dấu hiệu băng tan, Thẩm tông chủ, Bắc Hàn tông ngươi dường như cũng không được tốt lắm. Nếu như hiện tại mà có chuyện gì, vậy e là nguy hiểm. Nghe vậy, sắc mặt của thẩm vị ương lập tức lạnh xuống. Uy hiếp, ngôn từ của lão già này đã trần trụi lộ vẻ uy hiếp. Lão già cũng không thèm để ý sắc mặt của thẩm vị ương. Lão đứng dậy cười nói, thẩm tông chủ, hộ giới minh ta không có ác ý với bác Hàn Tông. Chúng ta chỉ muốn kết thông ra với quý tông. Lục tôn chủ đã hứa hẹn, chỉ cần bác Hàn Tông kết thông ra với hộ giới minh, Tới lúc đó, chuyện của Bắc Hàn Tông chính là chuyện của hộ giới minh. Không chỉ như thế, Diệp Linh Tiểu Thư vẫn có thể kế thừa đại nghiệp của Bắc Hàn Tông. Hộ giới minh ta tuyệt sẽ không nhúng tay vào công việc nội bộ. Nói tới đây, lão ôm quyền. Sau ba ngày, hộ giới minh ta tới đón thân, mong thẩm tông chủ chuẩn bị sẵn. Nói xong, lão quay người rời đi. Trong điện, một cỗ khí tức cường đại, tự cơ thể của thẩm vị ương trào ra, bàn rượu trước mặt lập tức hóa thành bột mịn thẩm vị ương đầy băng lãnh ánh mắt chất chứa sát ý hộ giới minh quả là khinh người quá đáng lúc này một lão phụ xuất hiện người này chính là lãnh bà bà một mực đi theo diệp linh lãnh bà bà trầm giọng nói lần này hộ giới minh tới sợ là do diệp huyền kia diệp huyền thẩm vị ương nhìn lãnh bà bà người kia hiện ở đâu lãnh bà bà lắc đầu từ khi người này rời khỏi khương quốc không ai biết hắn ở đâu thẩm vị ương yên lặng gật đầu hộ giới minh không dám công khai đánh giết người này hiển nhiên là đang kiêng kỵ điều gì đó nghe nói sau lưng người này có một vị kiếm tiên chút nữa người tới thanh châu truyền việc này ra nhất định phải để hắn tới trung thổ thần châu lãnh bà bà trầm giọng nói coi như hắn tới sợ là cũng khó thay đổi quyết định của hộ giới minh thẩm vị ương lạnh lùng nói mục tiêu của hộ giới minh không phải là tiểu linh nhi mà là diệp huyền này chỉ cần hắn tới liền có thể hấp dẫn chú ý của hộ giới minh chỉ cần hắn chết hộ giới minh tự nhiên sẽ buông tha cho tiểu linh nhi lãnh bà bà có chút do dự tình cảm giữa tiểu linh nhi cùng diệp huyền kia cực sâu đến lúc đó nếu để nàng biết chúng ta tính toán diệp huyền ngày sau sợ là sẽ hận ta và ngươi tới chết thậm chí bao gồm cả bắc hàn tông thẩm vị ương lắc đầu sau này nàng sẽ hiểu đi làm đi lãnh bà bà thấp giọng thở dài quay người rời đi rất nhanh tin tức hộ giới minh muốn cưới diệp linh đã truyền khắp thanh châu thanh châu nam liên sơn mạch diệp huyền đang tu luyện đột nhiên dừng lại lấy ra một viên truyền âm thạch một hồi sau hắn đột nhiên phẫn nộ huy kiếm chém mạnh xuống đất cây cối trong phạm vi mấy trục trượng trước mắt đồng thời hóa thành bột mịn diệp huyền thu trường kiếm sắc mặt dự tợn cưới muội muội ta sau hỏi qua lão tử chưa đám tạp trùng này nói xong hắn cầm kiếm quay người rời đi vẫn nộ đương nhiên là vẫn nộ hắn không nghĩ tới hộ giới minh không dám công khai giết hắn lại dám đưa ánh mắt tới muội muội hắn diệp linh ai dám động tới diệp linh diệp huyền hắn tuyệt đối không đội trời chung với kẻ đó đi trung thổ thần châu cơ hồ không chút do dự có điều trước khi đi hắn phải làm một hai chuyện khác ninh quốc diệp huyền tới ninh quốc vì không muốn để người ngoài chú ý hắn lặng lẽ ẩn thân tiến vào tầm cung của thác bạc ngạn vừa mới vào tầm cung diệp huyền lập tức ngây người trong tầm cung thác bạc ngạn cùng kỳ an chi đang ngồi trong một thùng nước to tắm nháy mắt đầu hắn hiện ra vô số hình ảnh mà giờ khác này hắn có chút khó xử xem hay là không xem không làm khó bao lâu diệp huyền lắc đầu chuẩn bị rời đi nam nhân có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu hơn nữa nhìn lén như vậy với hai nữ nhân mà nói là một loại không tôn trọng coi như muốn xem cũng phải quang minh chính đại mà xem sao có thể vụng trộm được đây diệp huyền hắn không phải là loại người này diệp huyền lặng lẽ lui ra ngoài thế nhưng sau một khắc hắn đột nhiên hiện chân thân đầy cửa điện đồng thời lớn tiếng nói đã lâu không gặp nghe tiếng diệp huyền kỳ an chi cùng thác bạc ngạn trong thùng nước tắm trực tiếp ngây người mà diệp huyền hiện tại cũng đẩy ngơ ngác ba người đều ngơ ngác mà thác bạc ngạn cùng kỳ an chi vừa vặn đứng dậy thế là hai cơ thể mỹ diệu cứ vậy hiện không sót chút nào trước mặt diệp huyền diệp huyền lập tức lấy lại tinh thần vội quay người à ta không thấy gì hết thực sự thác bạc ngạn đầy vẻ nén giận còn không ra ngoài diệp huyền vội vàng rời khỏi điện lúc này hai nữ thị vệ đã xuất hiện rõ ràng là bị diệp huyền kinh động hai nữ thị vệ muốn động thủ nhưng vừa nhìn thấy diệp huyền liền ngây người sau đó vội vàng thi lễ rõ ràng đều biết diệp huyền diệp huyền cười ngượng hiểu lầm thôi các người lui ra đi hai nữ thị vệ đưa mắt nhìn nhau do dự một hồi lập tức yên lặng lui sau khi hai người đi diệp huyền ngồi dưới đất trái tim nhảy mạnh có chút kích thích một khắc đồng hồ sau tầm cung của thác bạc ngạn Thác bạc ngạn cùng kỳ An Chi ngồi trên giường, mà Diệp Huyền thì ngồi ở bên ghế. Hai nữ nhân không nói, cứ thế nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút ra đầu tê dại. Một hồi sau hắn mới phá cục diện bế tắc cười khổ. Ta kỳ thực ta không thấy gì hết. Các người biết đó, ta không có mắt mà. Thác bạc ngạn trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Bớt nói nhảm đi, nói đi. Tới đây có chuyện gì? Diệp Huyền gật nhẹ, nghiêm mặt nói: Ta muốn đi Trung thổ Thần Châu. Trung thổ Thần Châu sao? Thác bạc ngạn cau mày sao lại đi? Diệp Huyền đem chuyện hộ giới Minh đòi cưới Diệp Linh ra, hai nữ tử yên lặng một hồi sau, Thác bạc ngạn trầm giọng nói, việc này không đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hôm nay tới đây là vì có chút không yên lòng với hai người. Nghe Diệp Huyền, hai nữ nhân cùng nhìn hắn, vẻ giận dữ trong mắt Thác bạc ngạn cũng biến mất một chút. Lúc này Diệp Huyền lấy một mai nạp giới đưa cho Thác bạc ngạn, trong nạp giới có ba ức linh thạch một ức trong đó các ngươi dùng để tu luyện hai ức còn lại dùng để thôi động thập nhị kim nhân chỉ cần ma tông cùng quỷ tông không xuất thủ với ninh quốc thập nhị kim nhân này đủ để ứng phó tu sĩ trung thổ thần châu còn ma tông quỷ tông ta sẽ đích thân đi một chuyến thác bạc ngạn lần nữa nhíu mày người muốn tới ma tông sao diệp huyền cười nói yên tâm ta tự có nắm chắc thác bạc ngạn hơi do dự nói người đi chuyến này còn trở về không hai nữ tử sừng sốt lúc này diệp huyền cười hỏi các người có hy vọng ta về không hy vọng kỳ an chi đột nhiên nói thác bạc ngạn lạnh lùng không hy vọng kỳ an chi nhìn qua thác bạc ngạn sau đó nhìn diệp huyền nàng hy vọng diệp huyền thác bạc ngạn liếc kỳ an chi một cái diệp huyền cười nói yên tâm ta nhất định sẽ còn trở về thanh châu mà hai người các ngươi nhất định phải tự bảo vệ bản thân cho tốt nếu gặp khó khăn, có thể tùy thời liên hệ Khương Cửu cùng Lục Quân sư, bọn họ sẽ lập tức tương trợ. Kỳ An Chi gật nhẹ, "Được." Diệp Huyền đi tới trước mặt hai người, nhẹ ôm lấy, bảo trọng, nói xong, hắn quay người rời đi. Chờ một chút, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, Diệp Huyền dừng bước quay người, Thác Bạc Ngạn do dự một chút, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyền nói khẽ, "Chờ ngươi trở về." Thanh âm rất nhẹ, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Diệp Huyền cười nói, "Sau đó thì sao?" Thác Bạc Ngạn trừng mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó đi chết. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, sau đó đi tới bên tai Thác Bạc Ngạn, không biết nói nhỏ câu gì. Thác Bạc Ngạn trực tiếp đỏ mặt tới mang tay, sau đó ném cho hắn một cái bình ngọc nổi giận, màu cút. Diệp Huyền thu bình ngọc cười cười, sau đó quay người rời đi. Thấy Diệp Huyền biến mất, Thác Bạc Ngạn đột nhiên có chút ngây dại, chớp mắt, nàng phát hiện bản thân có chút thất lạc. Yêu sao? nàng cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng nàng biết nội tâm nàng như có nhiều hơn một thứ gì đấy. Diệp Huyền rời Ninh Quốc, trực tiếp tới Ma Tông, tổng bộ Ma Tông trong một tòa thành cổ, Ma Tông cũng không chém giết bừa bãi, ngược lại còn thu rất nhiều tu sĩ trung thổ thần châu, Ma Tông hiện tại đang dần lớn mạnh, bản thân một gian đại điện. Ma Tông tông chủ Khô Minh Hư đang tĩnh tọa, đột nhiên trong điện vang lên một tiếng ho khan khô minh hư đột nhiên mở hai mắt trước mặt không xa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một hắc y nhân hắc y nhân đưa lưng về phía hắn cái bóng kéo rất dài nhìn thấy người này khô minh hư lập tức trở nên ngưng trọng bởi hắn không phát hiện người trước mắt tới như thế nào đối phương xuất hiện từ bao giờ không chút phát hiện quan trọng nhất hắn cũng không có cảm ứng được bất cứ khí tức nào của hắc y nhân người này phải đặt tới mức độ nào đây trên trán khô minh hư đã có mồ hôi lạnh chảy xuống lúc này hắc y nhân đột nhiên mở miệng khô tông chủ chớ sợ lão phu không có ác ý với người nếu không đầu ngươi đã sớm dọn nhà rồi thanh âm có chút khàn khàn khô minh hư tỉnh táo lại trầm giọng nói tiền bối là ai hắc y nhân nói lão phu đã rời thanh thương giới quá lâu tên ta hiện tại đối với thanh thương giới đã không còn bất cứ ý nghĩa rời thanh thương giới quá lâu khô minh hư thầm run lên Tiền bối tới tìm ta, có việc gì sao? Hắc y nhân gật đầu. Đương nhiên, dường như khô tông chủ quên mất một việc. Một việc sau Khô Minh Hư ngây người, còn mong tiền bối báo cho biết. Hắc y nhân nói, khô tông chủ đã đáp ứng đồ nhi bất tranh khí kia của ta, 10 ức linh thạch, mà khô tông chủ mới thanh toán trước 5 ức. Khô Minh Hư ngây người, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Diệp, Diệp Huyền, các hạ là sư tôn của Diệp Huyền sao? Hắc y nhân gật đầu. Yết hầu khô minh hư lăn lăn. Xin hỏi các hạ, các hạ là thương giới kiếm chủ tiền bối sao? Hắc y nhân trầm mặc một hồi, nói khẽ. Không nghĩ tới, đã qua một ngàn năm, giới này còn có người nhớ tên lão phu, thương giới kiếm chủ. Đại não khô minh hư lập tức trống rỗng, còn sống. Diệp huyền không gạt người, thương giới kiếm chủ lại còn sống, hơn nữa còn quay trở lại rồi. Thương giới kiếm chủ, người đã từng dùng sức một người ép hộ giới minh trăm năm không thở nổi hơn nữa còn từng là đệ nhất cường giả thanh thường giới giờ phút này nội tâm khô minh hư hắn đã rung động tới tột đỉnh lúc này hắc y nhân đột nhiên nói khô tông chủ làm người thì phải chú trọng chữ tín người thấy sao khô minh hư vội lấy ra một nạp giới bấm tay đưa tới lại vội thi lễ việc này là ta không phải ở đây có năm ức linh thạch hy vọng tiền bối giao lại cho diệp công tử Hắc y nhân thu nạp giới khẽ gật đầu, lão phu tới đây tự nhiên không phải chỉ vì năm ức linh thạch này. Khô Minh Hư vội nói, đúng đúng, tiền bối sao có thể coi trọng năm ức linh thạch, nếu tiền bối có dặn dò gì, còn mong chỉ thị. Hắc y nhân gật nhẹ, lần này hộ giới minh nhắm vào đồ nhi của ta, lão phu chuẩn bị đưa hắn tới trung thổ thần châu tìm hộ giới minh một chuyến, mà người đệ tử này của ta lại không yên lòng với mấy người ở Thanh Châu, ví như Ninh Quốc, Đại Vân Đế Quốc, Khô Minh Hư vội nói, tiền bối yên tâm, mà tông tà nhất định sẽ chiếu cố ninh quốc cùng đại vân đế quốc, tuyệt đối không để tu sĩ trung thổ thần châu tới quấy giày họ. Hắc y nhân gật nhẹ, như vậy phiền ngươi. Khô Minh Hư cười khổ, sao dám, chỉ là vãn bối có chút nghi hoặc, nếu tiền bối còn sống sao không tự mình ra mặt, như vậy hộ giới minh kia cũng không dám tìm Diệp Huyền gây chuyện nữa. Hắc y nhân lắc đầu, người trẻ tuổi nếu không có tôi luyện sao có thể thành tài đây hộ giới minh này vừa hay để hắn luyện tay một chút hơn nữa sau khi lão phu rời thanh thương giới hộ giới minh này ngày càng ngang ngược càn rỡ khô minh hư gật nhẹ đồng ý nói sau khi tiền bối rời đi hộ giới minh bắt đầu chèn ép các thế lực thanh thương giới hơn nữa lần này thanh thương giới gặp biến linh khí khô kiệt hộ giới minh càng thêm tệ hơn không chỉ muốn suy yếu các thế lực trung thổ thần châu còn muốn cướp đoạt bản nguyên thanh châu hắc y nhân cười nói Yên tâm, hộ giới minh bọn hắn không nhảy nhót được bao lâu nữa. Khô Minh Hư thầm giật mình, tiền bối muốn xuất thủ với hộ giới minh sau. Hắc Y Nhân nói, chuyện hộ giới minh làm đã khiến rất nhiều người bất mãn. Không chỉ thế lực thanh thương giới bất mãn, mà thế lực bên ngoài cũng không hài lòng. Lần này, Lão Phu trở lại. Một là dẫn đệ tử vô dụng của ta đi lịch luyện một ven. Thứ hai, đương nhiên là vì hộ giới minh này khô minh hư nhào mắt quả nhiên thường giới kiếm chủ muốn xuất thủ với hộ giới minh hộ giới minh này sắp phải gặp tận thế lúc này hắc y nhân đột nhiên nói lão phu tạm không tiện hiện thân chuyện thanh châu phiền khô tông chủ nói xong hắn bước ra khỏi điện sau lưng khô minh hư vội thi lễ tiền bối đi thong thả trong điện sau khi hắc y nhân rời đi khô minh hư lập tức thở nhẹ một hơi hiện tại hắn vẫn còn vô cùng rung động thường giới kiếm chủ hắn không nghĩ tới thương giới kiếm chủ lại còn sống không chỉ còn sống lại còn trở lại thanh thương giới hiện khô minh hư hắn lại có chút vui mừng vui mừng vì không hạ tử thủ với diệp huyền nếu không kẻ xui xẻo không chỉ có hộ giới minh mà còn có cả ma tông của hắn khô minh hư trở lại trên ghế nói khẽ sau này làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận mới được hắc y nhân lặng yên rời ma tông không kinh động bất luận kẻ nào trong núi hắc y nhân dừng lại lột bỏ hắc y hắc y nhân kia đương nhiên chính là diệp huyền diệp huyền hiện tại cũng thầm thở dài một hơi không thể không nói vừa rồi tới ma tông vẫn là vô cùng mạo hiểm nếu Khô Minh Hư xuất thủ với hắn, vậy hắn nhất định sẽ lộ mà hắn đang đánh cược, cược Khô Minh Hư không dám ra tay mà hắn đã cược thắng, hắn lợi dụng hỗn độn chi khí ẩn nấp khí tức, Khô Minh Hư hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, không chỉ không nhìn ra sâu cạn mà còn không cả cảm giác được hắn tồn tại. Tình huống này Khô Minh Hư tuyệt đối không dám ra tay, bởi trong tiềm thức Khô Minh Hư đã coi hắn là lão quái vật đầy kinh khủng mặc dù thành công lừa khô minh hư nhưng hắn vẫn có chút hoảng trong lúc đó nếu có bất kỳ sai lệch hắn nhất định sẽ bị vây công có điều còn tốt hắn thành công lừa khô minh hư giờ hắn đã có thể an tâm đi thanh châu bởi khô minh hư sẽ thay hắn bảo vệ ninh quốc cùng đại vân đế quốc thật tốt không tiếp tục nghĩ nhiều diệp huyền quay người rời đi mục tiêu lần này của hắn là trung thổ thần châu một hồi sau diệp huyền lên thuyền tới trung thổ thần châu trên vân thuyền phòng nhỏ diệp huyền ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ lần này mục tiêu của hộ giới minh không phải diệp linh mà là diệp huyền hắn nếu hắn tới trung thổ thần châu xử lý chuyện này không thích đáng sẽ không chỉ không giúp được muội muội ngược lại còn có thể ném bản thân vào đó phải biết, Trung thổ Thần Châu là địa bàn của hộ giới Minh, mà hộ giới Minh đã mọc thâm căn cố đế ở đây, bất kể là thực lực hay là sức ảnh hưởng đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn đối cứng với hộ giới Minh, nhất định sẽ phải chịu thua thiệt, muốn cứng nhưng không thể tùy tiện cứng, nhất định phải có kế hoạch chu toàn. Thời gian trôi qua từng chút một, vân thuyền đã rời khỏi Vạn Khâu Sơn, đi tới trên một vùng biển mở mịt. Trong thời gian này, Diệp Huyền một mực nghiên cứu Trung Thổ Thần Châu để hiểu rõ Trung Thổ Thần Châu, hắn đặc biệt mua một bộ Trung Thổ Thần Châu sử từ Túy Tiên lâu, thành thương giới có Tam Châu, Trung Thổ Thần Châu, Thanh Châu, Thương Lan Châu. Kỳ thực, Tam Châu tương liên nhưng khoảng cách lại quá xa, mặc dù có liên hệ nhất định nhưng có ngăn cách nhất định. Nguyên nhân chủ yếu là Trung Thổ Thần Châu bởi Trung Thổ Thần Châu có văn minh võ đạo phát triển nhất trong mắt tu sĩ trung thổ thần châu bất kể là thanh châu hay thương lan châu kỳ thực đều thuộc về trốn man gì có điều chuyện này cũng bình thường bởi thực lực trung thổ thần châu xác thực vượt xa thanh châu cùng thương lan châu mà trung thổ thần châu chia thành thượng giới cùng hạ giới không phải nói người thượng giới nhất định mạnh hơn hạ giới bởi một số thế lực dù ở thượng giới là nhờ từng có tổ tiên mạnh mẽ mở ra được một giới đơn giản mà nói chỉ là một chỗ ở mà hạ giới có mấy thế lực cường đại dù là hộ giới minh cũng không dám tùy tiện đắc tội Nhất môn, nhất kiếm, nhất mạch, nhất môn là Huyền môn, thế lực thần bí nhất trung thổ thần châu, còn thần bí hơn cả hộ giới minh, không ai biết vị trí tổng bộ của tông môn này ở đâu. Các đời yêu nghiệt bảng đệ nhất đều tự xưng là người Huyền môn. Nhất kiếm chính là Thương kiếm tông. Thời điểm Thương kiếm tông huy hoàng nhất tự nhiên là khi thương giới kiếm chủ còn tồn tại lúc đó thương kiếm tông chính là thế lực mạnh nhất thanh thương giới dù là hộ giới minh cũng bị đẻ ép không thở nổi mặc dù thương giới kiếm chủ đã không còn nhưng vẫn không có bất cứ thế lực nào dám xem nhẹ thương kiếm tông nhất mạch chính là vạn thú sơn mạch tại thanh thương giới có một nhóm yêu thú cường đại đám yêu thú này đều ở vạn thú sơn mạch mà thực lực chân thực của vạn thú sơn mạch vẫn luôn là một điều bí ẩn dù hộ giới minh cũng phải kiêng rè vạn thú sơn mạch này không thôi, dù sao thì cũng phải nói ở trung thổ thần châu, hộ giới minh cũng không thể một nhà độc đại, trong phòng Diệp Huyền thu tư liệu, trầm tư một hồi liền bắt đầu tu luyện. Hiện hắn đã đạt tới vạn pháp cảnh, điều hắn cần làm chính là trước khi tới trung thổ thần châu, đạt tới vạn pháp cảnh thực sự. Muốn đạt tới vạn pháp cảnh thực sự phải học cách vận dụng không gian, hắn có không gian đạo tắc, muốn làm được việc này cũng không khó thời gian kế tiếp mượn không gian đạo tắc lĩnh ngộ không gian mặc dù hắn có thể dùng không gian đạo tắc để vận dụng không gian thậm chí là lợi dụng không gian phân giải nhưng đây là năng lực của không gian đạo tắc không phải năng lực của hắn điều hắn cần làm là không cần dùng không gian đạo tắc cũng có thể vận dụng không gian cuối cùng là dùng không gian phân giải có thể nói không gian đạo tắc là sư phụ tốt nhất của hắn ít nhất trước khi đạt tới ngự pháp cảnh chân chính sẽ như vậy hai ngày sau vân thuyền đi tới một vùng đảo lúc này một thanh âm vang lên chư vị trước mặt là thiên vân đảo đảo này có rong binh hải tặc ẩn hiện mong các vị cẩn thận đúng lúc này diệp huyền bước ra khỏi phòng mỗi lúc giữa trưa hắn đều ra ngoài phơi nắng lúc này hắn cũng không dùng diện mạo thật mà mặc một bộ hôi bào toàn thân được hôi bào bao phủ Chuyện hộ giới minh truy nã hắn đã không phải là bí mật gì, mặc dù hắn không sợ phiền phức nhưng cũng không muốn gây chuyện. Vẫn là khiêm tốn một chút thì hơn. Lúc này, một nam một nữ đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Nam tử mặc một bộ bạch bào, tay cầm ngọc phiến, phong độ nhẹ nhàng. Mà nữ tử thì mặc một bộ thanh y, dung mạo thanh tú, điềm tĩnh thanh nhã. Nam tử đánh giá nhìn Diệp Huyền cười nói, huynh đài cũng từ Thanh Châu trốn tới sao? Trốn sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn nam tử, có chút không hiểu. Nam tử khẽ lắc đầu, Thanh Châu hiện tại đã gần như triệt để luân hãm, rất nhiều thế lực cá nhân có thực lực đều nghĩ cách rời Thanh Châu tới Trung thổ thần Châu. Dù sao thanh thường giới hiện tại cũng chỉ còn mỗi Trung thổ thần Châu là tương đối bình tĩnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu có chút hiểu rõ, loạn thế xuống, những phú hào, đại tộc mặc dù không thể phản kháng nhưng lại có năng lực chạy trốn, như hai người trước mắt này, không phú thì cũng quý, bất cứ lúc nào, kẻ bi thảm nhất vẫn chỉ là nhân vật tầng dưới chót, lúc này nam tử đột nhiên nói, kỳ thực, Thanh Châu chúng ta biến thành như vậy chủ yếu là vì Diệp Huyền kia, Diệp Huyền Nam tử cầm quạt xếp gõ gõ lòng bàn tay, ánh mắt nén giận. Không biết Diệp Huyền kia làm gì mà đắc tội hộ giới minh, lại khiến hộ giới minh phát lệnh truy nã. Cũng chính bởi lệnh truy nã này mới khiến Ma Tông, Quỷ Tông cùng vô số tu sĩ trung thổ thần châu tràn tới Thanh Châu. Diệp Huyền này dù có chết 10 vạn lần cũng khó giải được tội. Diệp Huyền đang muốn nói, nữ tử ở bên đã đột nhiên lên tiếng. Ca, việc này không thể trách Diệp Huyền kia. Theo ta thấy, việc này là do hộ giới minh gây ra. Thứ nhất là bọn hắn dung túng nên đám tu sĩ trung thổ thần châu mới dám tới Thanh Châu. Nếu không có bọn hắn gật đầu ra hiệu, đám tu sĩ kia sao dám tới Thanh Châu làm loạn. Thứ hai, coi như Diệp Huyền đắc tội hộ giới minh, sao bọn hắn không trực tiếp tìm Diệp Huyền? theo ta thấy diệp huyền chỉ là cái cớ của hộ giới minh cái cớ để tu sĩ trung thổ thần châu tới thanh châu nghe vậy diệp huyền không nhìn được mà nhìn nữ tử lòng thầm có chút kinh ngạc lúc này nam tử hử lại một tiếng người thì biết cái gì chính bởi có diệp huyền hộ giới minh mới giận chó đánh mèo lên cả thanh châu nếu không có hắn thanh châu căn bản không có nhiều chuyện như vậy diệp huyền hắn chính là tai tinh hắn đúng lúc này diệp huyền đột nhiên quay người tặng một bạt tay một tiếng bạt tai vang rồi, nam tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, bong thuyền, đám người xung quanh đều đầy bối rối. Bên cạnh, nữ tử kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Người, vì sao ngươi đánh người? Diệp Huyền lãnh đạm nói, khó gặp được người đặc biệt như thế, muốn đánh một chút. Nữ tử... Cách đó không xa, nam tử bị Diệp Huyền đánh tay đã đứng lên, lau máu nơi khóe miệng, sau đó căm tức nhìn Diệp Huyền. Người, ngươi dám đánh người, ngươi có biết quản sự vân thuyền này là thúc thúc của ta, Diệp Huyền đột nhiên lóe lên nháy mắt. Nam tử lần nữa lại bay ra ngoài. Diệp Huyền phùi tay càng nên đánh. Nam tử lần nữa đứng lên. Mà lần này trong mắt hắn ngoài vẫn nộ còn có kiêng kỵ. Bởi vừa rồi hắn không có bất cứ lực hoàn thủ. Hắn là thần hợp cảnh đỉnh phong. Nam tử không tiếp tục cậy mạnh. Rất nhanh một lão già dẫn theo sáu tên thị vệ xuất hiện trên bong thuyền. Trước ngực sáu người đều có một chữ túy nhỏ. Túy tiên lâu. Mặc dù Túy Tiên Lâu đã tuyên bố rời Thanh Châu, nhưng kỳ thực vẫn còn giữ lại một số nghiệp vụ, ví như Vân Thuyền. Lão già vừa thấy bộ dạng của Nam Tử lập tức trở nên âm lãnh, tiếp đó quay người nhìn Diệp Huyền. Ngươi làm sao? Diệp Huyền gật đầu, lão già gắt gao nhìn Diệp Huyền. Hắn đã nói hắn là cháu lão phu, nhưng các hạ vẫn động thủ. Xem ra, các hạ không để Túy Tiên Lâu ta vào mắt. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có ác ý với Túy Tiên Lâu, Lão giả lạnh lùng, lão phu thấy người có ác ý rất lớn, nếu các hạ dám động thù trên vân thuyền, hẳn là cũng có chỗ ỉ lại. Nói thử xem, Diệp Huyền lắc đầu, ta là tán tu. Lão già hít mắt, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không báo lai lịch, lão phu sẽ không khách khí. Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó bấm tay điểm một cái. Một mai lệnh bài hắc sắc xuất hiện trước mặt lão già. Mai lệnh bài này chính là do ngũ lâu chủ cho hắn, là trí tôn thẻ cao cấp nhất của túy tiên lâu lão giả nhìn qua lệnh bài nhíu mày thứ rác rưởi gì đây nói xong lão tiện tay vứt xuống vân thuyền nói loạn côn đánh chết ném xuống vân thuyền diệp huyền không biết sao lại không biết sao đây là hắc tạp của túy tiên lâu lại cứ thế mà bị ném đi như vậy Thành âm lão giả vừa hạ mấy tên thị vệ muốn tiến lên động thủ đúng lúc này nữ tử đột nhiên nói khoan đã Nói xong, nàng trực tiếp ngăn trước mặt Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Ngọc Thù khẽ vẫy, tôn thẻ hắc sắc bị lão già ném xuống. Vân Thuyền lập tức bay lên, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Đám người cùng nhìn nữ tử. Nữ tử nhìn qua hắc tạp, tay có chút run rẩy Lão già nhíu mày. Nhà đầu, ngươi làm gì vậy? Nữ tử nhìn Diệp Huyền thanh âm có chút run. Các hạ, các hạ này, cái này là hắc tạp. Diệp Huyền lãnh đạm nói, người đoán xem, Nữ tử hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn lão già. Lão già vội vàng đi tới, đoạt lấy hắc tạp, nhìn qua, lập tức cũng run rẩy Hắc tạp, hắn đương nhiên không biết, nhưng hắn đã nghe qua. Hắc tạp là loại thẻ cao cấp nhất của túy tiên lâu. Có thẻ này không chỉ cần có tiền, còn cần có thân phận. Mà loại nhân vật này, một quản sự như lão sao có thể tiếp xúc qua? Hoặc nói, lão căn bản không nghĩ, trên vân thuyền lại có khách cầm theo hắc tạp. Hơn nữa, Diệp Huyền còn ngồi phòng bình thường lão già nhìn diệp huyền thân thể run run các các hạ lão phu lão phu có mắt không chồng diệp huyền khoát tay áo chỉ nữ tử từ giờ phút này quản sự vân thuyền truyền cho người này nữ tử sửng sốt sau đó vội lắc đầu không không ta ta không được diệp huyền lãnh đạm nói ta thấy được một bên lão già muốn nói thêm diệp huyền đã vất tay xuống Lão già đương nhiên không dám phản kháng, vội thi lễ, sau đó kéo nam tử kia lui xuống. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, các hạ, quản sự vân thuyền này... Diệp Huyền nói, thúc thúc cùng ca ca ngươi đều thiển cận, quá tự ngạo. Nếu như làm người thường thì còn được, nếu nắm quyền, ngày sau tất có đại họa. Nữ tử nghĩ một hồi, cuối cùng mới khẽ gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi xuống đi. Nữ tử do dự một chút nói, ta là Mạc Liên, các hạ có thể gọi là Tiểu Liên, nếu như có việc cần, mời cứ sai bảo. Nói xong, nàng hơi thi lễ, quay người lui xuống. Bong thuyền, Diệp Huyền chắp tay sau lưng, tĩnh khí, cương thần. Thời gian tới lúc hộ giới minh muốn đón Diệp Linh, chỉ còn có một ngày, hắn nhất định phải tới Trung Thổ Thần Châu trong đêm nay. Mà với tốc độ hiện tại, nếu như không có bất ngờ gì, vậy thì cũng không thành vấn đề. Diệp Huyền siết chặt hai tay, hiện tại lòng hắn như lửa đốt. Diệp Linh, hắn không biết Bắc Hàn Tông có thể bảo hộ Diệp Linh hay không, nhưng nếu Bắc Hàn Tông không đảm bảo không thể giao Diệp Linh ra, tóm lại, hắn cần nhanh chóng tới Trung Thổ Thần Châu. Đối với muội muội, hắn không muốn đem hy vọng ký thác lên bất cứ kẻ nào. Ngay khi vân thuyền bay qua Thiên Vân Đảo, đúng lúc này, một tấm lưới lớn từ trên trời phủ xuống tấm lưới lớn nháy mắt phù cả vân thuyền. Cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện bốn chiếc hắc sắc vân thuyền là song binh hải tặc. Tiếng kinh hãi vang lên. Ngay sau đó, lão già bị Diệp Huyền bãi miễn chức vụ, vội chạy lên đầu thuyền, trông mắt đầy sợ hãi. Một nam tử mặc hoa bào xuất hiện trên đỉnh đầu đám Diệp Huyền. Nam tử nhìn xuống đang muốn nói. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng. Cút! Trên vân thuyền, đám người lão già cùng tiểu liên dồn dập nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Trên không, nam tử mặc hoa bào nhìn Diệp Huyền, sắc mặt có chút dữ tợn. Ngươi, ngươi nói ta cút sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta đổi ý rồi. Nói xong, hắn đưa tay lên điểm một cái một sợi kiếm quang nháy mắt xuyên qua mi tâm của nam tử trên không nam tử mặc hoa bào chậm rãi rơi xuống đám người ngây ra như phỗng diệp huyền đưa tay vạch một đường một sợi kiếm quang bắn ra tấm lưới bao phủ lập tức phá toái tiếp đó quay đầu nhìn tiểu liên tiếp tục đi không cần ngừng lại tiểu liên ngây người sau đó vội vàng xoay người quát không được dừng tiếp tục đi Vân thuyền tiếp tục đi, mà nơi xa, sáu chiếc vân thuyền đột nhiên ngăn chiếc vân thuyền của Diệp Huyền. Từ trên vân thuyền, hơn 10 người đột nhiên bay ra. Tất cả đều là vạn pháp cảnh. Nhìn thấy cảnh này trên vân thuyền, Diệp Huyền đang ngồi, thần sắc đám người bên cạnh đều trắng bệch. Bởi trên chiếc vân thuyền này, chỉ có hai tên vạn pháp cảnh. Lão già do dự một hồi, vội vàng thi lễ thật sâu. Chư vị, lão phu là quản sự túy tiên lâu, mong các vị nể mặt túy tiên lâu ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền bay ra ngoài, một khắc sau, nơi xa vang lên tiếng kêu thảm thiết, một cái đầu đẫm máu rơi xuống, mấy giây sau, Diệp Huyền đã trở lại Vân thuyền, màn nơi xa, 10 cái đầu chỉnh tề rơi xuống, trên Vân thuyền, đám người như hóa đá, Diệp Huyền thu kiếm, đi, tăng tốc rời đi. Vân thuyền tiếp tục đi tới, một hồi sau, trên bong thuyền chỉ còn một mình Diệp Huyền, rõ ràng đám người vừa e ngại vừa cảm kích, vừa rồi sát ý trên người Diệp Huyền thực sự quá kinh khủng. Lúc này, Tiểu Liên đột nhiên đi tới sau lưng Diệp Huyền, nàng nhìn qua Diệp Huyền nói khẽ: "Thân phận ngươi đã lộ." Rõ ràng nàng đoán được thân phận Diệp Huyền, không chỉ nàng, rất nhiều người ở đây cũng đều đoán được kiếm tu, kiếm tu nổi danh Thanh Châu cũng chỉ có một mình Diệp Huyền. Hơn nữa, ai mà không biết, Diệp Huyền với túy tiên lâu có giao hảo. Diệp Huyền có hắc tạp của túy tiên lâu cũng là chuyện bình thường. Bại lộ thân phận sao? Diệp Huyền nói khẽ, không sao. Tiểu Liên gật nhẹ, không nói, quay người rời đi. Bong thuyền, chỉ còn lại Diệp Huyền. Diệp Huyền lấy ra một người gỗ nhỏ. Người gỗ nhỏ có ghim hai bím tóc, chính là bộ dáng của Diệp Linh. Diệp Huyền nói khẽ, yên tâm, có ca ở đây, không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ muội. Vân Thuyền nhanh chóng tiến lên. Sau ba canh giờ, Vân Thuyền đột nhiên ngừng lại. Đã tới, Vân Thuyền vừa dừng lại. Tiểu Liên đi tới bong thuyền. Lúc này bong thuyền đã rỗng tuếch. Tiểu Liên giật mình, sau đó nói khẽ, đi rồi. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Vân Thuyền. Lão già tàn thần thức điều tra Vân Thuyền, nhưng lại không phát hiện bất cứ điều gì. Cuối cùng, ánh mắt tập trung lên người Tiểu Liên, kiếm tu kia đâu? Tiểu Liên run giọng, đi, đã đi rồi. Lão già quay đầu nhìn qua bốn phía, nếu còn chưa xa, tra rõ bốn phía. Nói xong, người đã biến mất. Bên dưới trong một ngách nhỏ, Diệp Huyền nói khẽ, không hổ là hộ giới minh, tin tức lại linh thông như thế. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hiện tại, chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, đừng ai mong có thể phát hiện được hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.